ngon. Ôi, gà mousse ngon đấy. 1 tỷ có sẵn. Chúng ta mục tiêu tầm là 151 đúng không? Lên 151 tỷ. To con với không chăm sóc ngoại hình nó già nhanh. Ừ. Người to to mà không chăm sóc ngoại hình nhiều và suy nghĩ nhiều nó nhanh già. Còn tôi là người mà bị cầm trước tí dọn rác được. Ngày mới chúng ta có một cái quả chuỗi sản phẩm như cái nồi. Ba thế hiệp. Xin vả. Viện Nguyễn sự kiện treo máy không thấy gà nói nhé. Đây những gói này chúng ta thôi không mở nữa. Sự kiện treo máy không thấy gà nói gì cả. Đá cơ. Hello Trần Khánh. Đây gói cộng 5 thì gói cộng 4 thì bỏ đi. Chào Đắc Huy nhá. Cộng 4 thì bỏ đi, cộng 5 thì chơi. Gói 20 U thì thôi. Tập này min hết rồi. À Samoa. Sim con cộng 6 bất kỳ. Giờ mình lăng. Ui hai con cộng 6 cơ. Mở gói 88 ra cộng 3 cộng 6 ra đúng hai con cộng 6 ghẻ mẹ nó. Con là khốn nạn luôn. Buôn phò 3, ôi phò 3 thì lượm. Phò 3 BOE thì lượm quá. Rác phò, à được. Rác phò BOE 5. Ruben Diaz cộng 5 đi. Ui xô. Ui dồi đúng luôn ý. Chứ chả có gà nào bảo rằng là game sập cả. Ông đổ này đổ oan. Tất cả cái thông tin này đều do bên phía những cái trang vớ vẩn. Nó dẫn nguồn lung tung bảo rằng là game bị mất bản quyền chứ chả ông nào bảo game sập. Sau đó chúng ta thì tự bắt đầu thấy những thông tin đấy bắt đầu kiểu dạng cuống cuồng đi bán đội hình, đập đội hình các kiểu trong khi gà chả bảo gì. Vâng, team em đen quá, team em vào chung kết miền đã đúng ngày thứ bảy ạ. À. Ai cũng bận là ui chúc mừng Đắc Huy. Chúng ta lại về nhà thôi. Đắc Huy lại dọn về nhà. Sa Dương Huy dùng bắt len bắt đỉnh ạ. À? Ok, bút len chơi được. Jack bút len. Biết phạm đúng sập được cả cặp đất ngay. Những thông tin mà sập xiếc các kiểu này đều là do ấy. Anh em tự suy diễn ra. Chào Long Phố. Vâng, Trường Giang tin giả mạo nha. Vụ mà bên Super League yêu cầu xóa bản quyền là tin giả mạo. Martinelli à? Ui giời ơi.
Minh Trí chứa tỷ lệ em. Anh mở toàn mở full thì nó không sẽ không tính ra tỷ lệ chuẩn được. Phí Lady cộng 6. Chuẩn đấy nhỉ. 3 tỷ 3 ấy. Phí Lady VTR 6. Bá Hiệp chè mấy giờ? Chè 2 giờ nhé. Chè 2 giờ đá. Phải ông hai ngày xưa sập game cả đống thanh niên ăn cú lừa nạp các sóng huyền thoại à? Ok. Bấm bên tư mở limit hàng Việt Nam và check 30 tháng 4 truy cập thấy câu comment kỳ lạ của gà. 30 tháng 4. Cậy bô. Erling Hà Lan cơ, ừ, cũng ghê, mở 98. Xin mấy con cộng 5 ngon ngon tí nào. Không ngon, Ederson ngon chó. Mấy này có gì hot không mà nghỉ học tranh thủ làm luôn này. Hot thì, ui, ăn vạ Junio. Nếu mà cộng 5 là có tiền, như kinh nồi vậy. Hot thì sao nào? Hôm qua thì có cái buổi mà anh nói về vụ ấy này, vụ của gì nhỉ, drama nhé. Đấy, hôm qua thì có talk show drama của UEFA này, còn hôm nay thì có chơi full Timo Werner này, nay thì có anh chơi full của bên sự kiện vòng quanh thế giới. Nick đầu tiên là chơi 400 lượt, xong nick thứ hai là 1.200, nick này là chơi 2.100 vé. Phải lượt nhầm vé. Lại lỗi giá rồi. Lỗi giá cất vào. Vâng, Phước Sang Close là con gì? Đọc đúng Close thôi. Miroslav Close. Lafort 400. Chào Dân Dương. Đen đen bẩn bẩn của gì đây? Pereira. Danilo Pereira. Cú tí à? À không phải. À Jordi Alba tưởng cú tí. Na Uy vừa ngủ dậy, ok. Đấy, cờ lâu, khẽ đi ra. Trần Nghị xịt luôn 20A Lê Oan. Okay. Trọng diện tư vấn thì có dòng chữ màu vàng đỏ trên đỉnh nhé. Trọng diện này, trên kênh này có dòng tư vấn đấy đấy. Khi hỏi cần tư vấn thì có dòng đây. Mười chín máu mồm cộng 4 là Tuấn Thành trích giác. Chilwell này trước đã lên đến 100 tỷ. Chilwell cộng 8 đã từng lên đến 100 tỷ. Rodri. Chả con MC nó ngon cả. Ra tiền mua con đó mua thẳng phí thế. Không phí nhá. Có nó chuẩn đấy. Hàng chuẩn đấy không sao đâu. Bỏ nút chỉ. Chilwell đấy cộng 8 20 tỷ chuẩn đấy. Không đùa đâu. Đến cụ xô giá đến tận 20 tỷ mà. Cụ xô lương 8 giá còn 20 tỷ. Nên là những con như thế Chilwell dạng hiếm như thế thì 20 tỷ chuẩn. Vẽ ra tí. Cái tôi lo là con hàng Chilwell đấy trong tương lai nhỡ đâu lại lên thành ấy. Gọi dạng kiểu 100 tỷ đích mua được. Là phần ghép còn thiếu của team Chelsea thì cứ lấy thôi. Ấy. Ừ, để cô mẹ nhỉ nó. Cộng 4 nữa kìa, mất dạy. Thấy màu da ngon ngon cứ tưởng hàng xịn. Vâng, Van der Sar mà sẽ bắt ảo quá ăn đứt Buffon luôn đó, dĩ nhiên. Tín quá mà. Lại là gì à? Cai à? Cài 600. Rách quá. Rách quá cài ơi. Gì đây? David Lundin. Giờ còn 900. Hennessy.
Gia Kiệt không, anh biết là đổi sổ B không cần 24 giờ, anh đang nói về sổ A em ơi. Anh đang nói về sổ A. Cái sổ A đấy nó cũng sẽ là bạn giờ lấy thêm sổ A thì có tầm một ngày được có một lần sổ A chứ bao nhiêu đúng không? Một ngày là một cuốn sổ A chứ có phải là một ngày 10 cuốn đâu. Để tí nữa bạn là Trung Quân bạn bảo rằng là đủ rồi. Bạn đủ rồi, bạn ấy không cần nhận cái sổ B để tôi xem bằng cách nào. Em nghĩ thành thế bảo vậy. Để tôi chờ đi đã. Để chờ xem bạn là Trung Quân bạn bảo cách nào. Vâng, Lê Tuấn, ai biết, ai chả biết em. Cái đổi sổ trung cấp ai cũng biết, nhưng anh bảo rằng bây giờ là lấy đâu sổ A để đổi ra. Hiểu chưa? Ai chả biết là đổi sổ B. Cái sổ B không có giới hạn thời gian, ai cũng biết 15 sổ A bằng 3 sổ B. À đâu, bằng 5 sổ B, nhầm nhầm. 15A bằng 5B, ai cũng biết. Thế nhưng bây giờ mà lấy A đâu ra? Bởi vì muốn cần đủ A và B, vừa là 60 sổ A, 30 sổ B, tương đương với việc là 150 sổ A. Mà anh tính ra từ đầu bây giờ là nếu mà tính các loại sự kiện cũ bây giờ cộng tổng hết vào ấy thì không đủ 150 sổ A. Đấy. Thế Tấn chính xác rồi, nick anh với chú là những người mà theo dõi sát lên tất cả những cái sự kiện mà đổi sò các kiểu. Nếu tính thêm cả cái gọi là sổ tay bây giờ đang có là cho sẵn là 20 cái, chỉ lấy sổ A thôi thì đâu có đủ sổ B. Bon Nguyễn đã đổi tay sổ số B. À không, có bạn. Nhiều phết đấy. Đây còn chưa mở cái gói cộng 4. À không, mở cộng 4 mà không mở cộng 1. Này mà mở thêm cả cộng 4 cộng 1 nữa chắc phải đến tận này. Sáng. Giờ nó 1 giờ rồi. Tony Carrot, à không phải, mẹ. Na chó à? Na chó. Phế lady. Cậu út có một củ chơi gì à? Tỷ phú BP ạ. À, ổn. Là anh cố đến trẻ. À, thưa sức em. Gò rét cả. Một tiếng nữa thì nick này còn chưa xong đâu. Dân chơi Trung Kiên Nguyễn đã Vendor. gửi 10 sao. Lại cố đến trẻ đã anh ơi. Anh còn tiến Sợ Linh Hùng làm Dũng Tuấn mùa Anh chắc là sau không anh không nhỉ? được coi EPL nữa. Su thỏ. À được, xu thì được. Xu thỏ LH5. Vì em ra đi. Yes. Lại bắt đầu có tiền rồi. Vì em ra LH5. Văn Hiệu có biến là biến gì anh? Anh đá hay để AI gì? Ai không đá? Hoàng Lợi Nguyễn ạ. Anh đá hay để gì thì rất tiếc anh không đá. Vâng, Hoàng My, công thông báo mới nhất là 14 câu lạc bộ còn lại của anh sẽ hứa không tham gia Super League bởi vì không được mời. Văn Hiệu bảo nó có biến mới thì hóng tí đi em, nó biến gì đây? Biến gì? Ibra, xin xin tiền xin tiền. Đúng rồi. Ibra LH này có chưa nhỉ? Ibra. Chưa được. Cậu út tỷ phú thường nhé. Chơi tỷ phú thì BB thường. Hakuna đi là hết buồn. Nếu thấy buồn quá thì hãy bỏ hết cầu thủ ra để trở thành hết buồn. Vâng, Đức Huy nếu rút cái khinh ngay đúng. Đấy là một dạng kiểu bị ấy. Bị đầu hàng sớm. Đầu hàng quá sớm vì áp lực. Ian Wright. Họ báo trước trận chè vào Super League cái gì mà em nghe không hiểu ạ. Vâng. Tú chè bảo rằng là không có phát biểu gì, cũng không có một cái nào mà nhận định nào về cái điều đấy. Mà sẽ chỉ đơn giản là chấp nhận do quyết định của ban lãnh đạo câu lạc bộ. Ngọc Hiếu chuẩn rồi, nếu mà chuẩn nhất, ôi, Pogba này. Ổn nhất thì cứ tham gia Super League là nhiều tiền.
O3LH5. Làm con icon nhé. Làm con icon cho nó mới mới. Icon Pháp, icon Arsenal này. Hy vọng không phải là xi mận là được rồi. Kim Ngân không có công thức đập thẻ em ơi. Làm gì có công thức đập thẻ. Lỡ theo rồi thì theo luôn chứ rút gì nữa đúng. Quả này nếu mà Chelsea rút đầu tiên có khả năng sẽ trở thành một cái mục tiêu công kích của 11 câu lạc bộ còn lại. Đấy, nếu thật sự nhé. Xét theo một cái hướng là nếu Chelsea rút bây giờ ấy, thì 11 câu lạc bộ còn lại chắc chắn sẽ hướng mũi dùi công kích và thậm chí sẽ trở thành là mục tiêu của cả hai bên, kẻ thù của hai bên. Dù cho gọi là một bại binh quay đầu lại đầu hàng với UEFA nhưng UEFA chắc chắn sẽ không tôn trọng, không coi trọng đâu. Trong khi đó thì bên 11 thành viên Super League kia chắc chắn cũng sẽ không vui tí nào cả. Ui rồi ôi gian rái à. Cái đĩ ngựa như nó, gian rái 5 tỷ rưỡi. Gian rái icon. Bom tấn nào muốn nổ nhưng tiền đâu thì fan không biết được. Fan củ chuối lắm. Thành luôn là Sky Sport cập nhật Twitter rồi gì? Ơ biết rồi em. Nói ừ. À, Tuấn Anh Nguyễn đúng. 12 đội kia mà tự nhiên kiểu khởi nghĩa bị dập tắt như này thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Nó sẽ xé lẻ dần ra nó phang. Rô à? Ấy rô cộng 5 ngon phết đấy nhá. Cái đạch. Mẹ cày tê. Đừng quỳ bằng xem mà rút em khinh luôn. Hợp lý. Mà ta. Chào Tuấn Anh. Gia Kiệt xong rồi em ơi. Thanh niên kia bảo rằng là nãy tính nhầm. Đúng là thiếu đi những sổ B thật. Roberto. Diaz. Diaz chắc là bò xóa đi, xóa bọn cộng 4 đi vậy. Giờ khó mà rút á, rút là khó. Ảnh hưởng nhiều. Sterling à? À Jesus à, ừ. Số 9 là Jesus. Chào Dương Huy Lâm. Quỳnh Trọng làm quả 500 vé được 30 tỷ cơ, đội hình chính bay màu. À chúc mừng Quỳnh Trọng. The League. Vâng, sao VNS đó mà MC rút luôn rồi, đâu làm gì có thông tin. Làm gì có thông tin nào bảo MC rút luôn đâu. Luka Chim. Ác nãy ác 1.200 vé ăn bao nhiêu á? Bao nhiêu nhỉ, quên bố rồi. 1.207 triệu mới ăn được tầm 100 tỷ. 100 tỷ. Rudiger. Giờ Chelsea mà rút một cái là sẽ ngay. Là sẽ bị gọi như coi thường nhiều đấy, Kolarov này. Đang lúc căng thẳng này mà Chelsea lại là người giương cờ trắng đầu tiên. Trong khi đó các fan quốc tế đang rất là vui nhé, thả tim nhiều. Cái bài đăng này thì các fan quốc tế đang thả tim cho cái vụ mà Chelsea rút khỏi Super League. Tại thì ba đội đầu tiên đang rút. Mấy đội bóng lớn như trẻ con là như trẻ con thật. Thực ra đây là ba đội bóng này đang bị phản đối mạnh quá. Bellingham mà. Ui. Bị phản đối quá mạnh đến từ hội cổ động viên và khi ra sân đá bóng thì bị ném đá với lại biểu tình và chửi bới. Real sẽ trụ lâu nhất đúng, Perez chủ tịch chứ không phải là ông chủ đúng không? Perez chủ tịch luôn. Gym City. Vâng, Trung Thành hụt hẫng quá. Vâng, chào Trường 7 nhé, Trường nghỉ em.
đang còn hóng thêm drama của vụ ấy đây, hóng thêm drama của vụ xúc lích đây. Chưa thấy liver rút đấy. Ừ, liver chưa. Thực ra liver bây giờ xác định là nếu mà rút ý, thì liver bắt buộc phải tham gia C1. Mà mùa này liver mất vứt rồi. Mùa này C1 đối với liver là vứt hẳn rồi. Nên nếu liver mà rút ra thì gần như không còn đấu trường nào để liver đá cả. Chelsea ít nhất vẫn còn cơ hội vào top 4 C1. Nên là Chelsea suy nghĩ về việc là phục vụ khán giả. Bởi vì khán giả đang biểu tình nhiều quá. Nên là chiều lòng khán giả thì Chelsea rút ra trước và đá C1. Cái này biết ngay là si mận mà. Mình đã nghĩ rồi, ra con người biển cày vãi nổi. Vâng, Tuấn Phong, nếu tình hình này diễn ra thì khả năng là Súp Lích sẽ bị sập sớm hơn dự kiến. Tôi đang còn tưởng là họ sẽ cương đến tận ngày thứ 6 tới đây. Tôi đang tưởng tượng là họ sẽ còn cương đến tận thứ 6 nhưng cuối cùng hóa ra là không cương nổi nữa. Anh coi chuẩn không nhé? Thông tin của anh Quân đang đưa là chuẩn đấy. Bởi vì các báo thế giới, các báo quốc tế đều đã đưa tin về việc là những câu lạc bộ kia rút khỏi Lacazette cộng 6. Dân chơi Lê Huy Sơn đã gửi 20 sao. Vâng, trận tối nay dự đoán bao nhiêu bàn á? Khả năng Chelsea bị ảnh hưởng lớn vì cái quyết định là vừa tham gia Super League xong bây giờ lại rút ra ấy. Các cầu thủ sẽ không có tâm trạng để đá trận này hòa. Brozovic. Hiểu được đúng rồi, cuộc họp thứ 6 này chắc là sẽ không còn diễn ra được nữa khi mà các câu lạc bộ đang rút dần. Neymar ăn vạ Juninho mà cộng 6 thì em xin tiền đấy. Cái nồi má nhà nó cộng 4 kìa. Được phở. Em nghĩ Super League này nên tổ chức với quy mô nhỏ và không thuộc biên chế UEFA cho kiếm thêm thu nhập. Đúng, nhưng mà UEFA nó cấm không cho, nó cấm không cho làm. Dù ý tưởng ông chúng mày làm sao thì ta không cho chúng mày làm. Tại giờ ngủ à? Ngủ đi anh, bye bye. Đức. À, Hummels. Căn bản chính phủ và làm gắt, còn bình thường 12 ông sợ gì? Đúng. 12 câu lạc bộ sẽ không sợ FIFA và UEFA, nhưng bây giờ chính phủ của nước Anh và chính phủ bên các quốc gia khác đang can thiệp vào. Nhật Quang MU cũng rút rồi à? Đâu đâu MU rút. MU nhanh thế, đâu đâu MU. MU bắt đầu sổi. Barca Man U. Vâng, Barca Man U là hai đội bóng tiếp theo. Rồi rồi rồi, ok. Có thêm Barca và MU nữa. Rồi, sủi hết. Bắt đầu sủi rồi. Căng vãi nồi. Vâng, Huy Hoàng xin trang vào á. Bình luận Anh Quân và go.com nhé. Lên trên Facebook ấy, go.com. Sky Sport. Ngay đêm nay bầu Red sẽ về báo lại với lại Ramos. Rồi thì Casemiro. Anh không biết chúng mày làm thế nào thì làm, đúng không? Nhưng bây giờ trong bán kết gặp Chelsea, mày không làm cho tầm khoảng 5 thằng lên cáng thì mày đừng có gặp mặt anh nữa. Còn mày thích bao nhiêu tiền anh bao thầu hết. Dân chơi Cao Bá Tiến. Dê ra. Sao? Theo nhà bác khỏi ý định rút rồi. À, khỏi ý định nhá, Cao Bá Tiến này rút rồi, xong rồi. Cao Bá Tiến đã làm thủ tục và ngay trong đêm nay Chelsea rút đầu tiên, đi đầu nhá. Chelsea là đội đi đầu để rút. Quả này không có anh em huynh đệ cái quái gì nữa cả. Vâng, áp lực chính phủ Anh chắc chắn rồi. Áp lực chính phủ Anh, áp lực khán giả và áp lực về UEFA nên là Chelsea đội bóng rút đầu tiên. Lộc Đặng Ivan Anh coi như tỷ phú không á? À, nó rẻ hơn nên là chơi dễ hơn thôi chứ còn tỷ lệ cũng ngang ngang. Socrates. Em đoán không sớm thì muộn UEFA sẽ thông báo UCL chỉ là 32 đội là được. Thái Vinh, anh mong ngày mai sẽ lại có thêm 2. Quả drama mới. Camero à? Ui ôi, như cái nồi vậy.
Hà Quang Cảnh em theo dõi lâu nhất chưa vớ vẩn? Hà Quang Cảnh mới có tầm 4 năm thì phải. Thế vụ hợp đồng sao nhỉ, đền bù trăm củ bảng chả biết đấy. Khi mà ký để mà làm Super League rồi ấy, thì ông nào mà bỏ ngang trường hình như phải đền bù các kiểu, nhưng mà Dân chả biết đền trí bao do nhiêu. Bá Tiến đã gửi 10 sao. Thế còn vụ hợp đồng thì sao nhỉ, nghe nói đền bù hàng trăm củ vàng. Yêu Đức chính xác rồi, Chelsea của này mà cứ bất kỳ trận nào mà gặp Real là ăn đấm. Vâng, là DBR là chuẩn không? Eden khi gắt chích hat-trick vào lưới Chelsea được, quả này Real vác dao tới sân chè đà đúng không? Búa biết các kiểu anh em quả này mới rồi. Chelsea gặp Real quả này là anh em văn phòng rồi. Quả này chắc chắn giao lưu văn phòng luôn. Ai cần Pháp anh đóng gì nào? Thì Đức là 40 đô, 40 đô, 36 chứ. C1 32 đội và giữ nguyên cái thể thức thế, nhưng tăng tiền thưởng cho các câu lạc bộ lên là hợp lý. Còn lên 36 đội là quá là mất dạy. Trắng thế, bằng lơ à? Bở đúng icon này, phát mà toàn ra bằng lơ. Hai con nữa. Anh nghĩ đội nào vô địch C1 á? Khả năng PSG nhé. Khả năng PSG. Chelsea ăn luôn cả bán kết thì cay ỉa. Chuẩn đấy. Chuẩn đấy, chuẩn đấy. Bây giờ mà Chelsea gặp Real mà Chelsea ăn được Real nữa thì đúng là Perez cay lắm luôn đấy. Thật sự. À có ngày 6, gần 6 năm mà thế cũng tạm tạm. Nguyễn Quân đúng toang rồi nhé. Super League này có khả năng là ngay ngày mai sẽ thông báo là giải thể. Ngay ngày mai thông báo giải thể. Vì Chelsea đang là đội bóng đầu tiên rút này. Ngay sau đó là MC, MU, Barca, Atletico và Arsenal. Giờ còn Tottenham và Liverpool đang chưa rút. 17 mới sao chứ chơi Dragon như nồi rồi. Con hàng lợn nhất của Đống Pháp thì phải. Chơi Dragon này kìa. Rồi 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 rồi, hiểu rồi. Như vậy là một trong những lý do rất quan trọng nhé, một lý do rất quan trọng nữa có trong vụ ấy, lật kèo này là UEFA tìm được một cái nguồn tài trợ là 7,2 tỷ đô. Nó to hơn cái nguồn tài trợ là 6 tỷ đô đến từ cái ngân hàng của bên nước nước ấy, bên bên Mỹ. À. Ui, Mao à. Mao à. Núi. Nếu không diễn ra thì Perez chả có được tiền gì cả. Chào Xuân Tuấn nhé. What the fuck? Ôi tôi chết rồi. Vãi lên Sida. TT 8. Vừa giúp được động vào thì cô chú Hà, ok. Cũng bảo là Chelsea anh cả mà rút đó, không, chả liên quan gì Chelsea anh cả cả. Vấn đề Chelsea bây giờ đang bị áp lực của cổ động viên và biểu tình bên ngoài sân vận động nhiều. Vâng, thông tin Ed Woodward từ chức MU thì không thấy có nguồn tin chính công. Crespo. Crespo được, Crespo được. Căng đấy. Căng đấy. Wow wow wow, cái này hay quá, cái này hay quá. Đêm nay nhiều tin hay quá trời ơi. What the fuck. Ui con này ngon. Arnautovic con này ngon vãi nhái. 107. Ui, bù to đấy, con này đá tốt nữa. Đấy, chỉ số đều vãi nồi như con Ibra luôn. Đã quy đúng tin vui MU. Như vậy tin chính thức nhé. Tin chính thức là Ed Woodward đã từ chức khỏi phó chủ tịch điều hành Man U. Chuẩn, tin chuẩn rồi đấy. Má điều này căng thế nhỉ. Arnautovic OTW cộng 8. Vâng, trận chè với Brighton đi đây đúng rồi, bị đây. Ed gỗ tốt thí của Glazer, Chelsea thêm nào sân đâu mặc áo. Vâng.
Định nhiều đúng, vụ này ai thắng ai thua sẽ tạo tiền lệ xấu. Rất là cân bằng tài chính, nhưng mà C nó vả thẳng mặt, nó bị được các thứ đúng không? S tốt thí đúng không? Như vậy S Woodwork đã bị rồi, bay rồi, từ chức. Ngay khi MU vừa ấy nhá, ngay khi Man U vừa mới gọi là rút ra khỏi Super League thì S Woodwork bị toang. Quá hay luôn. Kiều Hồng Hà không phải 4 đội nhé, Chelsea, MC, MU, Arsenal, Barca, còn gì nhỉ, ông Atletico, 6 đội rồi. Một nửa nhé, gọi là một nửa số đội của Super League đã bị rút khỏi rồi. Trần Đình Trấn xem đâu á, ở go.com, anh Quân ca cậu, ui, PP, ui, PP chỉ số to, đẹp trai vãi cả nhái, 409, ui, 29 tỷ. Này chiên 10 tháng 3. Ôi ngon quá. Đúng rồi, ba đội Tây Ban Nha, hai đội out rồi, Barca và ấy rồi. Atletico, còn Real là đội mà cái thành trì cuối cùng và người cuối cùng là chủ tịch của Super League. Hai ông phó chủ tịch là ông Glazer bay, và sau khi Glazer bay ra thì Ed Woodward bị đuổi. Thứ hai nữa đó là việc Agnelli, phó chủ tịch của bên Super League này, chủ tịch của Juventus bay liếp. Cha chả Chelsea không biết chả ai không đây. Romano chắc đang ngủ trưa mới dậy, mới đăng tin S từ trước được. Romano đang chờ. Cái gì đấy? Ôi giời. Nè, Cantona 36 tỷ. King Eric Icon. C1 còn diễn ra không? Diễn ra bình thường nhé. Với việc Super League bị tan rã này thì game bình thường, C1 bình thường, cuộc sống. Tây Ban Nha. Đây rồi. Ba mẹ nó, hóa ra thời gian đang bẩn bẩn rồi. À đúng rồi, thời gian đang bẩn bẩn. Số 9, má cuối cùng cũng xong nhé. Đã Huy ạ, cuối cùng chinh phục xong rồi Huy ạ. Má. Ui rồi, đề này hay quá. Đề này vui thật. Cuối cùng đã ra tô còng, chinh phục xong. Tô còng ai kìa. Tô 20. Hoàn thành nhiệm vụ. À đi chơi với người yêu về ngủ rồi ạ. Ôi giời. Sau biết bao nhiêu lâu cuối cùng đã chinh phục được Dân xong còng. Quang Minh đã gửi 30 sao, kèm cho tóc xóa đây à. Cảm ơn Quang Minh nhá. Quang Thuận, Hoàng Thương, Nhật Minh, để thêm Quang Minh nữa hả? Cuối cùng cũng đã có hàng, em chờ highlight này cũng mãi mãi đúng không? Anh cũng chờ lâu lắm đấy. Như vậy hóa ra tô cóng phải dưới 100 tỷ thì tôi mới có thể mở ra được. Nên chụp ảnh lại nhỉ, chụp đi nhỉ. Làm cái chụp ảnh lại để lấy cái khoảnh khắc. Và cuối cùng cũng ra được tô cóng, chứ không thì cũng mệt. Angry chinh phục sớm lắm. Angry vừa ra cái tôi chinh phục luôn. Angry đợt mới ra phát tôi chinh phục được. Thế mà Torres bây giờ mới chinh phục được. Torres. À, Tùng biết sau này viết hoa, à đấy là admin. Thanh niên viết hoa đấy, trên thanh niên admin đấy. Admin là bố mà. Rồi xong, ôi trời, cuối cùng cũng xong rồi nick này. Như vậy nick này là mục tiêu 150 tỷ để thừa sức rồi. Chúng ta thể thu được tầm gần 200 tỷ nick này. À không, phải hơn chứ. Cả PP đấy mày quá, cả PP blank các kiểu đây, ôi 200 tỷ. 200 tỷ thêm Ian Wright nữa này. Yên rái rồi Lozano đầu phuôi. Bách khắm này, bách khắm cũng có này. 200 tỷ. Với bao nhiêu? 13 triệu 200 tỷ.